Honda Việt Nam ra mắt Quasar SXFI 110 phiên bản mới. Ngày 3 tháng 11, công ty Honda Việt Nam HVN giới thiệu ra thị trường mẫu xe số Quasar SXFI 110 phiên bản mới với giá bán từ 21,690 triệu đồng. Về tổng thể, Honda Quasar SXFI 110 phiên bản mới không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Điểm mới ở phiên bản này là thiết kế tem xe trải dài chữ Sport. Yếm xe được khắc những giải họa tiết sắc nhọn giúp tăng thêm vẻ dũng mãnh cho người sử dụng. Nổi bật trên thân xe phiên bản vành đúc là logo ZX có tạo hình 3D. Đặc biệt, ở phiên bản mới này Quasar SXFI 110 không còn công tắc đèn pha. Thay vào đó, xe được trang bị những tiện ích giống những mẫu xe ra mắt gần đây, được trang bị đèn chiếu sáng phía trước có tính năng tự động bật sáng, nhằm đảm bảo cho người sử dụng có tầm nhìn tốt nhất, hạn chế các trường hợp quên bật đèn chiếu sáng trước khi đi, trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo. Bên cạnh đó, xe cũng tiếp tục duy trì bị ổ khóa chống trộm 4 trong 1, gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, hộp đựng đồ U-Box, chứa được một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng những vật dụng cá nhân khác. Phiên bản mới không có thay đổi về động cơ. Xe vẫn sử dụng động cơ 110cc, 4 kỳ, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử, cho công suất cực đại 6,46 mã lực tại 7.500 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại 8,70 Nm tại 6.000 vòng trên phút, giúp tối ưu hóa khả năng tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu. Quasar SXFI phiên bản mới sẽ chính thức có mặt thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm hết trên toàn quốc với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Honda Việt Nam cho biết, sau 10 năm được giới thiệu, tại thị trường Việt Nam đã có gần 2,8 triệu xe Quasar SX được bàn giao đến tay khách hàng trên cả nước.